Tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế 2022 không chỉ thu hút sự tham gia của các nhà quản lý, các chuyên gia doanh nghiệp trong lĩnh vực này mà còn trở thành diễn đàn mở, cơ hội cho học sinh sinh viên tỉnh Thừa Thiên Huế giao lưu tìm hiểu và đưa ra những góc tiếp cận mới trong xu hướng chuyển đổi số. Tham gia chương trình giao lưu học sinh sinh viên vào chiều qua có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ. Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc chuyển đổi số đối với việc xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin, nhu cầu về ngành công nghệ thông tin là rất lớn. Vì vậy, cần phải có kế hoạch phát triển và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Với việc tỉnh đang thực hiện kế hoạch kêu gọi đầu tư về công nghệ thông tin, thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin một cách mạnh mẽ, đưa công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương, nên nhu cầu hình thành đội ngũ lao động trong ngành này là rất cấp bách. Và để làm được điều này thì không chỉ với lứa sinh viên công nghệ thông tin mà Đại học Huế hiện đang đào tạo, việc định hướng cho các học sinh bậc trung học phổ thông hiểu được đam mê cũng như những cơ hội nghề nghiệp cho các em sau này cũng là một vấn đề đáng lưu tâm để xây dựng đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của Thừa Thiên Huế. Công nghệ nó phát triển rất là chóng mặt, vì vậy em nghĩ là mình phải lên mạng tìm hiểu, đọc các bài báo về các công nghệ mới nhất hiện nay. Và em nghĩ đối với các công nghệ đó mình nên tìm hiểu cho kỹ càng, và em hiểu khi mình hiểu rõ thì mình có thể sáng tạo ra những cái ý tưởng, nghĩ ra những ý tưởng để mà ứng dụng những công nghệ đó vào đời sống. Lúc đó em nghĩ là mình sẽ có thể chuyển đổi số các hiệu quả. Trong ngày hôm nay lúc mà tham gia sự kiện này thì em mong muốn rằng bản thân mình là sẽ được học tập cũng như biết thêm nhiều về các cái quy trình trong việc chuyển đổi số cũng như là cái công nghệ hiện đại ngày nay và đang được áp dụng hiện tại ở Đại học Huế. Với chủ đề chuyển đổi số với tinh thần khởi nghiệp của thế hệ trẻ, gần 500 bạn học sinh sinh viên có mặt tại buổi giao lưu đã đưa ra những câu hỏi thú vị dành cho các diễn giả tại buổi giao lưu học sinh sinh viên Đại học Huế với chuyển đổi số. Qua đó, các bạn trẻ cũng hiểu được tầm quan trọng của quá trình chuyển đổi số, các lĩnh vực là thế mạnh mà thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ Thừa Thiên Huế nói riêng đang có. Cùng với giải đáp những thắc mắc của sinh viên, các diễn giả tham gia diễn đàn còn trao đổi về cách xây dựng năng lực cạnh tranh cho sinh viên khi ra trường, mối liên kết giữa nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp với nhà trường. Khi chuyển đổi số, chúng ta sẽ thấy là xã hội vận động nhanh hơn. Và khi xã hội vận động nhanh hơn thì sẽ có nhiều cơ hội xuất hiện cho giới trẻ để chuẩn bị nắm bắt cái cơ hội thoáng qua đấy, những cơ hội thoáng qua đấy, để ngay lập tức đánh giá được ngay cái cơ hội đấy có phải là cái tốt nhất đối với mình hay không. Thì tất nhiên là các bạn sinh viên phải có chuẩn bị. Một là phải học cách xử lý thông tin rất nhanh, phải đọc nhiều hơn các lứa sinh viên ngày xưa, phải xem nhiều hơn các sinh viên ngày xưa, phải biết nhiều hơn các lứa sinh viên ngày xưa. Có nhiều cái vấn đề về công nghệ nó có thay đổi con người, nhưng mà con người phải là làm chủ, cho nên chúng ta phải đào tạo những con người để làm chủ cái công nghệ đấy và phát triển công nghệ và làm chủ công nghệ trong cái phát triển kinh tế xã hội và giáo dục. Thì đó là cái mục tiêu mà đào tạo nguồn nhân lực ở Đại học Huế đã và đang triển khai, và mục tiêu để đạt được cái nguồn nhân lực chất lượng cao mà sinh viên Đại học Huế nắm bắt khi ra trường trở thành là một trong những nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tăng cái năng lực cạnh tranh quốc gia. Cùng trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Đại học Huế và Vinasa đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy kết nối hợp tác đổi mới sáng tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp, qua đó khẳng định tầm quan trọng của sự hợp tác trong việc phối hợp đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ cung ứng cho thị trường lao động chất lượng cao trong xu thế của kỷ nguyên số và công nghiệp 4.0.